lắm rồi giờ mới quay lại sân bay đấy. Từ tháng 7 năm ngoái. Rất đông luôn. Khách về thì tầng 1, khách đi thì tầng 2. Tầng 2. Ở sân bay thì rất nhiều gái xinh luôn. Quay cho các bạn coi. Đây là toàn cảnh sân bay này. Người đón đầu. Cứ ở ngoài này đó, vào đấy làm gì? Ngoài này đó. Bây giờ người ta về đón Tết rất là đông rồi mọi người. Đấy, tối lắm rồi. Biển ấy, toàn biển người lớn không rồi. À, toàn biển đón khách người Hàn không đấy các bạn. Rất đông. Đây chính là nhà ga A1 nha các bạn nha. Lâu lắm rồi mới quay được lại sân bay đây. Hơn một năm rồi. Yeah, chúng ta sẽ đi vào bên trong này. Bên trong nhà ga T2. Rất đông các bạn. Đây, đi đến đây ngồi. Tìm cái ghế cho bọn trẻ con nó ngồi các bạn. Ngồi đây. Vào đây ngồi. Nhanh. Cái việc là không có hắn không có hắn qua ta. Sân bay quốc tế Nội Bài những ngày giáp Tết đông quá các bạn. Rất đông luôn. Người ta đón người ta chờ. Toàn cảnh sân bay quốc tế nhà ga T2 Nội Bài. Nhà ga này có vẻ chật chội lắm cả. Rất chật chội luôn. Mình đón người mà không biết là ra cửa số mấy đây, cửa số 1 hay cửa số 2. Ở cửa số 2 này có vẻ ít người hơn cửa kia đông lắm. Lượng người đi đón quá đông luôn, thành ra cái nhà ga là nó chật luôn rồi. Nhà ga thì nó đã hẹp thì chớ. Mình đang nhìn người đang chờ đồ. Bên trong nhà ga T2 này. Rồi. Bây giờ thì gọi bọn trẻ con nó đến đây. Và những cái dịp cần Tết này rất là đông ý. Cái lượng người ta về ăn Tết. Mình đang để bọn trẻ con nó ngồi đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào đâu. Mình cảm nhận là hôm nay nhà ga rất là đông luôn. Đợt trước mình về thì nhà ga không đông như bây giờ đâu. Đứng đây, đứng đây. Bố về đằng trong kìa. Đứng đây nha. Bố đang ở trong đấy đấy. Rồi gặp bố này sau. Chuyên gia đi máy bay. Mình chạy vào vòng quay cho mọi người coi toàn cảnh nhà ga. Các đồng Việt kiều về ăn Tết lắm. Công nhận cái sân bay cũng nhỏ thật, quá nhỏ. Cái chỗ mà để người đi ra bé tí không. Ở nhà, ở sân bay này có rất là nhiều những đồ ăn nhanh, quán ăn nhanh. Này đi đón khách thì ra lên đây quay cho mọi người coi. Đây người Hàn rất là đông, đang ăn nhiều hạt sườn. Người Hàn nó sang cả gia đình luôn đấy các bạn. Thì chuyến bay ở Kim He mới vừa hạ cánh xong, hành khách chúng ta thấy toàn là khách Hàn không. Còn đây người mẫu các bạn. Người mẫu người dày đấy các bạn. Đi đón làm sao lại người ta lại dùng cả cái vali kéo đấy kìa. Nhà ga này tầng 1 là đón khách, tầng 2 là khách đi, tầng 1 là khách đến. Không, toàn đóng cửa. Có ai nhưng mà bán, còn có mấy thằng bắt con. Cô đứng gọn vào cho người ta đi. Nhiều xe. Trên này có cái
có cái bảng của máy bay hạ cánh này các bạn này. Doha, Doha, Fukuoka, Nagoya. Chủ yếu là Nhật Bản không? Đây là nơi khách ra đúng không ạ? Đông. Đi lùi đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.